Xin chào mọi người đã quay lại với kênh Tìm Chuyện Review. Trước khi bắt đầu phần 107 bộ truyện Saitama chuyển sinh thần ngự thú sư nuôi hổ ngốc thành thần, mọi người cho mình xin một like share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Nếu thấy chuyện hay xin các bạn hãy donate ủng hộ mình bằng mã QR hoặc số tài khoản ở phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn. Công pháp mà hắn để mình tăng lên lục tinh vẫn còn đang trong quá trình sáng tạo. Quả nhiên là vẽ ra cái bánh. Có điều qua lần thăm dò này, có thể chứng thực Kỳ Lân thật lòng thật ý muốn bồi dưỡng ta và Thiên Thiên. Chí ít tất cả chứng cứ đều được chứng minh. Kỳ Lân quả thực được tính là ân sư của ta. Xem một lúc cũng không thấy có gì kỳ lạ, Vũ Y Tinh đã muốn nhanh chóng rời đi. Tử quỷ, nếu đã xác nhận Kỳ Lân không có ý xấu gì với ngươi và Thiên Thiên, vậy chúng ta có phải chuồn được rồi không? Anh Mên vẫn còn muốn xem nữa. Đến cũng đến rồi, chí ít cũng phải xem xong kế hoạch bồi dưỡng ta và Thiên Thiên của hắn đã chứ. Dù gì thì tiếp theo cũng chuồn, để Thiên Thiên bỏ lỡ cơ duyên như này, ít nhiều ta cũng ngại. Mã số thí nghiệm 2917, đối tượng họ thú, thổ hệ, ngũ tinh, Thiên Thiên. Năm 3795 lịch Thương Ngô, ta đi qua thú triều thì phát hiện đối tượng này. Chỉ đáng tiếc đối tượng đã có trạng thái hợp thể giữa người và linh không thể nào tách ra. Có điều đây là một loại trạng thái đáng để quan sát thí nghiệm. Suy diễn bằng vạn linh đỉnh, tiềm lực của huyết mạch hỗn tạp ở trạng thái hợp thể không đáng nhắc đến. Nhưng sau khi tu hành võ đạo ta Doni đóng giày sáng tạo ra, Thiên Thiên đã thuận lợi thăng ngũ tinh, đồng thời đánh tan 17 tinh kiếp. Khác với huyết mạch tấn thăng dần dần từng bước, võ đạo càng đi lên cao thì sẽ càng huyền diệu, khó mà suy diễn được. Ta đã phí công tốn sức tìm vạn linh đỉnh này chỉ để làm công cụ ghi chép. Khi nghe Thiên Thiên đã đánh bại 17 tinh kiếp, Vũ Y Tinh lại cảm thấy rất bình thường. Anh Mên nghe nó nói vậy mà buồn cười. Nghĩ gì thế, 17 đấy, đã là tiềm lực đẳng cấp rồi. Lúc này Vũ Y Tinh mới chấn chỉnh lại đầu óc. Cũng đúng, đều trách mèo ngốc và tiểu tiêu. Người sau độ tinh kiếp còn giỏi hơn người trước, khiến thiếp thân càng thấy coi thường tinh kiếp rồi. Lỡ như lúc thiếp thân độ kiếp, tinh túc quá ít, vậy chẳng phải rất mất mặt à? Anh Mên bảo cứ yên tâm, đi theo lộ tuyến tấn thăng ta đưa cho ngươi thì không thấp đâu. Sau đó bọn họ tiếp tục xem tư liệu về Thiên Thiên do Kỳ Lân ghi chép. Sau khi Thiên Thiên tấn thăng ngũ tinh, ta truyền thụ bí pháp Kỳ Lân, ngu thế kỳ thú chân kinh. Nếu đối tượng không thể thuận lợi đạt lục tinh, có lẽ có thể thử mã số thí nghiệm 1000 lại để kích phát tiềm lực. Mã số 1000 chính là quân bài mà Kỳ Lân chuẩn bị dành cho Thiên Thiên sao? Đó là thứ gì? Anh Mên đang tính tìm thử xem thì linh lực trong cây bút đã xài hết mất rồi, không thể xem tiếp được nữa. Vũ Y Tinh vò đầu bứt tai mau xem là gì. Vậy chẳng phải là không xem được nội dung tiếp theo rồi. Thiếp thân cũng coi như là hiểu tại sao lại nói đang hay thì đứt dây đàn rồi. Còn tiếp tục thẩm dò e là hắn sẽ nghi ngờ, đến đây là dừng thôi. Mặc dù không nhìn thấy được cách kích phát tiềm lực của Thiên Thiên, nhưng xác định được Kỳ Lân không có ác ý, trong lòng cũng vững hơn nhiều rồi. Chúng ta rút lui trước, nhớ đảm bảo không để lại dấu vết. Yên tâm, thiếp thân vẫn luôn để ý. Sau khi vào thì đảm bảo không chạm vào hạt bụi nào. Để cẩn thận, ta lại kiểm tra lại một phen. Kỳ Lân hình như không có biện pháp cảnh giới gì đặc biệt ở đây. Sau khi đảm bảo không để lại bất cứ manh mối gì thì đã quyết đoán rời đi rồi. Sau khi hội hợp với Phong Hậu, ta bắt đầu chính thức thảo luận mục tiêu đến đế quốc Sứ Linh này với họ. Lấy được chuyên húc châu, chính là nhiệm vụ quan trọng nhất tiếp theo của chúng ta. Mà một mục tiêu khác, chính là thăm dò tung tích của Phản Tuyển Chi Diện. Cũng không biết rốt cuộc hắn đã đến chưa. Vừa nói, anh Mên vừa nhìn qua Khương Chiếu. Khương Chiếu chỉ lặng lẽ lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn. Chúng ta vẫn cần phải suy xét đối sách cho giả thiết hắn đến rồi, đã mai phục rồi. Tên này vô cùng cẩn thận, chỉ phái phân thân làm việc. Cũng may hai phân thân không phải là tự hủy thì cũng là bị ta chém chớt. Trừ những linh giả đã sinh sống lâu ở đế quốc Sứ Linh, thì thực ra là tình huống Phản Tuyển Chi Diện âm thầm phân thân. Nếu như hắn thật sự đến bằng phân thân, vậy chỉ có thể ngưng tụ phân thân mới, thay thế một linh nào đó. Rồi lèn vào kho báu phần thưởng lấy đi chuyên húc châu. Phong Hậu tiếp lời. Chỉ có người đứng đầu của thi đấu học cung mới có thể lựa chọn phần thưởng trong kho báu. Vậy thì tuyển thủ có hy vọng đoạt được điều đáng nghi. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến tuyển thủ như sư trưởng. Gia tộc trưởng bối cũng có khả năng. Nếu suy xét như này thì phạm vi cũng hơi lớn. Khương Chiếu giơ tay phát biểu ý kiến. Hay là cứ tùy ý đâm kẻ hiểm nghi một đao bằng huyết ngục. Nếu như huyết ngục khởi động kỹ năng nhắm chúng thì tên đó chính là mặt nạ nhỏ. Vũ Y Tinh lập tức phản đối cái kế sách ngốc nghếch này. Anh Mên lên tiếng giải thích. Điều tra không mục đích sẽ chỉ càng loạn thôi, tiêu hao tinh lực. Trọng tâm vẫn là tranh giành vị trí đứng đầu trong cuộc thi, thắng đến cuối cùng, lấy được chuyên húc châu rồi nói. Lấy bất biến ứng vạn biến. Hơn nữa, sau khi đào thải một tuyển thủ, thì phạm vi linh bị tình nghi càng hẹp hơn rồi. Cục diện trước mắt, chúng ta và Phản Tuyển Chi Diện đều ở trong tối. Ai lộ diện bị phát hiện tung tinh thì người đó thua một bước. Tiểu Minh chỉ mới nhìn Vũ Y Tinh thôi mà cô đã hiểu ý anh rồi. Chuồn chuồn cho tay vô ngực lục loại bảo bối đồng thời hỏi hổ ngốc.
Mèo ngốc, chúng ta biến thành gì đây? Nếu như mặt nạ đến rồi, một khi nhìn thấy sự kết hợp giữa ta và ngươi thì sẽ liên tưởng đến tử quỷ. Muốn biến thì phải biến khác với lúc bình thường. Nói rồi Vũ Y Tinh bóp nát bảo bối, và cùng hổ ngốc biến thành hai thứ linh rất xinh đẹp mỹ miều, một con là Vũ Linh Hệ và con còn lại là Bạch Mao Hổ Linh. Anh Bên nhìn vô hết sức ngạc nhiên. Được đấy, Vũ Linh Hệ giống với Thiếu Tư Mệnh, Bạch Mao Hổ Linh giống với hệ của Đại Tư Mệnh. Chỉ cần không gây chuyện thì ở đâu cũng không có ai dám dây vào. Mèo ngốc thì không cần nói, có thể giả vờ cao ngạo. Nhất thiết đừng mở miệng là mèo. Ngoài ra cũng phải luyện tập hai chân đi đường, cũng đừng cào lung tung nữa. Sau khi bàn bạc rõ ràng, thời gian tiếp theo, để tránh Kỳ Lân nghi ngờ, ta đã chuyên tâm luyện công. Ngọ San Nhục không muốn luyện khí hóa khí, ta chỉ đành tự làm. Chí ít, thì cũng phải làm ra dáng vẻ cố gắng mới xứng đáng với ân tình của Kỳ Lân. Chuồn chuồn ngực phẳng cũng dùng thời không linh chuyển, để Tiểu Quy và nữ nhân ngốc gặp nhau mấy lần. Nhưng kỳ lạ là, mỗi lần họ đều từ chối cho ta tham dự. Tử quỷ, tiếp theo là lúc nữ nhân chúng ta tụ hội rồi. Người mau rời đi đi. Anh Nên tỏ thái độ bất công. Này, họ đều đến rồi, dựa vào đâu mà ta cứ phải đi thế? Đúng lúc này, hai chị em họ xuất hiện. Bạch Khiết thì bẽn lẽn nhìn anh, còn Bạch Hung lại đặt tay lên môi mình như muốn nhắc nhở điều gì đó. Anh Nên cũng bất giác làm theo cử chỉ của Bạch Hung rồi đăng xuất ra thế giới thực. Mỗi lần đều vội vàng gặp mặt, còn chả nói thêm gì với ta. Nữ nhân ngốc và Tiểu Hung đang làm gì thế? Ta chỉ đành đi tìm A Tỷ Nguyên đồ chơi, thuận tiện xem Ứng Long Ngọc Phách bị giáo huấn thế nào rồi. Bên trong Ngục Sơn Huyết Hải, Ngọ San Nhục cũng bám trên vai anh hiện ra. Thế nhưng vừa ló ra thì nó bị Nguyên đồ lao tới cướp lấy. Kết quả Ngọ San Nhục suýt nữa đã bị Nguyên đồ nuốt sống. Lại nói, thị nhục tứ tinh quả thực rất thơm. Ta cũng hơi không nhịn được mà muốn tự hầm mình rồi. Khương Chiếu thế mà cũng hùa với Nguyên đồ làm anh Nên bực chết mà. Khương Chiếu ngươi làm loạn gì thế? Cũng không nhìn hồn thể của ngươi có thể ăn đồ được không? Khương Chiếu nói mình không thể ăn nhưng có thể ngửi. Yên tâm đi, Nguyên Đồ nói cô ấy chỉ cắn một miếng thôi. Cứ như thế, rất nhanh đã đến ngày xuất phát đến hội trường thi đấu trên thất trùng đảo Thiên, Huyền Ly đảo. Là đại diện thi đấu, Hoa Thánh học cung cũng đi cùng. Hai học cung di chuyển đến Huyền Ly đảo bằng hai đảo quy đồ sộ. Truyền Húc Châu, ta đến đây. Mười mấy ngày sau, thất trùng đảo Thiên, Huyền Ly đảo. Đảo rùa của ăn ấp học cung dừng ở khu vực ất số 3. Đảo rùa của Hoa Thánh học cung được mời đến dừng tại khu vực ất số 7. Các học trò đến dự thi xin mời lên đảo theo thứ tự. Ngưu Bàng và Huyền Giáp vô cùng phấn khích. Cuối cùng cũng đến Huyền Ly đảo rồi. Vừa nghĩ đến lần này có thể đại diện cho học cung tham dự thi đấu, thì tâm tình của ta lại không thể bình tĩnh lại được. Lần này nhất định phải dành vinh quang cho thầy. Lần này phải đánh cho các học trò học võ đạo được nở mày nở mặt. Thật là không khí của tác phẩm thanh xuân nhiệt huyết. Nếu không phải là ta có chuyện quan trọng thì cảm giác ta cũng sẽ bị lây. Vừa hào hứng chưa tới 3 giây thì thuyền quy của bọn họ đột nhiên bị tập kích. Là linh nào dám cả gan tấn công thuyền của ăn ấp học cung. Ở trên trời, một con kim sĩ bằng ưng ngũ tinh đến, từ Hiền Úng học cung vừa tấn công liên tiếp lên thuyền vừa hô hào tên Khổng Ngọc. Khổng Ngọc đâu, mau lăn ra đây cho ta. Cách đó xa xa, một con rắn ngũ tinh tên Hủy Bất Giai thuộc trường canh học cung vừa ngồi bên Mỹ Linh, vừa quan sát toàn cục. Trước đây ăn ấp học cung có danh tiếng không nhỏ, nhưng bây giờ lại suy tàn như vậy. Lần trước miễn cưỡng chen vào được trận quyết đấu, vòng đầu đã bị đào thải. Bằng cử đi gây phiền phức cho hắn làm gì? Nhớ lại rồi, lần thi đấu trước, hắn bị Khổng Ngọc của ăn ấp học cung chơi xấu. Rõ ràng thực lực mạnh hơn nhưng lại thua rất thảm. Sau cùng thì Hiền Ứng học cung cũng thắng, chỉ duy nhất có hắn mất mặt. Lần này đúng lúc tấn thăng ngũ tinh trước khi thi đấu. Thấy ăn ấp học cung lộ mặt, đã không chờ được mà đi tìm Khổng Ngọc rồi. Tốt nhất là làm ầm ĩ nữa lên, bị khai trừ quyền thi đấu. Đối thủ ngũ tinh càng ít càng tốt. Một bên khác, Kỳ Lân và Thiên Thiên cũng đã thấy thuyền của ăn ấp học cung đang bị ngũ tinh tấn công. Thiên Thiên nóng máu muốn đi nhổ lông của con chim đó. Kỳ Lân chỉ trầm lặng dặn dò. Quan tâm bản thân mình trước đó linh bình thường tấn thăng ngũ tinh, thì trong huyết mạch sẽ có những năng lực đặc thù được thức tỉnh. Nhưng người tấn thăng bằng khí huyết võ đạo lại là cơ thể người linh hỗn tạp, khiến năng lực không thể thức tỉnh. Quyết đầu thiên kiêu tụ hội, không chỉ có mình ngươi ngũ tinh. Không thức tỉnh năng lực, ngươi lấy gì để đoạt vị trí đầu? Vì thế không thể phân tâm, để Tiểu Minh Vương bọn họ xử lý. Không giải quyết được, ta sẽ ra tay tương trợ. Thiên Thiên chắp tay tuân mệnh Kỳ Lân. Bên này, Bằng Cứ vẫn đang gây sự đòi Khổng Ngọc. Khổng Ngọc còn đang giấu đầu lòi đuôi. Mau ra đây. Ngư Bàng nói lớn với hắn. Ngươi nhầm rồi. Khổng Ngọc của Thái Vi Điện căn bản không đoạt được tư cách thi đấu. Lúc này Bằng Cử mới dừng tấn công. Khổng Ngọc không đến sao? Đợi đã, khí huyết của ngươi tráng kiện lạ thường. Đúng rồi, ăn ấp học cung khác với nơi khác. Có Thiên Thị Điện truyền võ đạo. Lần thi đấu này, vậy mà toàn là võ sinh đến. Ngư Bàng lúc này mới yên tâm thở phào. Không biết sư huynh có ân oán gì với Khổng Ngọc. Tóm tại kỳ này ngươi không gặp được hắn.
Bằng Cử nghe xong sảng khoái cười lớn. Tên nham hiểm đó sao lại chả đạt được suất thi đấu, xem ra là ta lỗ mãng rồi. Thế này đi, ngươi dập đầu ba cái, thấy máu nghe thấy tiếng kêu, thì chuyện này coi như bỏ qua. Cứ tưởng con chim này biết điều, không ngờ lại lỗ mãng như thế, còn cho rằng mình đúng nữa chứ. Nếu các ngươi đã có được suất thi, khiến Khổng Ngọc không đến được, khiến ta không thể chút giận, vậy thì các ngươi có lỗi trước. Vậy thay hắn dập đầu mấy cái thật kêu là hợp tình hợp lý rồi đúng chứ. Đúng lúc này Tiểu Minh xuất hiện sau lưng hắn, và tung ra một quyền mạnh mẽ khiến hắn rụng một mớ lông. Nhưng đồng thời, Bằng Cử cũng lấy đi một cánh tay của anh. Lợi hại đấy. Ta mượn cuồng phong mà đối phương thi triển để giấu thân hình. Lại để Ngọ San nhục nhập thể đánh lên. Nhưng con gà này lại dễ dàng tránh được, tiện tay còn lấy luôn một cánh tay của ta, phóng linh lực rất thuần thục. Sau đó Tiểu Minh đáp xuống thuyền, đám ngư bàng lo lắng chạy tới. Lúc này, Bằng Cử lại mỉa mai anh. Chỉ có chút kỹ năng này thôi sao? Sao thấy ngươi là Vu tộc? Chả phải quá khôi hài sao? Vu tộc nhà nào lại chạy đi luyện võ thế? Không sợ chân tay mềm yếu luyện võ đến nôn ra máu à? Sau đó hắn thẳng tay bóp nát cánh tay của Tiểu Minh. Ngươi bị đứt một cánh tay, ta còn không cẩn thận nghiền nát thành thịt vụn rồi, còn tham gia thi đấu sao? Không mau cút về tìm xem có cách gì khôi phục. Vừa hay anh nên biểu diễn màn mọc lại tay cho hắn xem. Đồ vô học, bí pháp của Vu tộc chúng ta nhiều như mây, còn cần tìm sao? Ngược lại là sư huynh mau đi tìm thuốc mọc lông đi. Nếu không đừng đến lúc đó lại bị tặng một biệt hiệu gà trụi lông đấy. Lúc này Bằng Cử mới nhìn thấy trên cánh của mình bị trụi mất một mớ lông vũ. Mớ lông ấy lại còn đang nằm gọn trong tay Tiểu Minh. Mấy cọng lông đổi lấy một cánh tay, lỗ vốn rồi, sư huynh lợi hại, bội phục. Đúng rồi, ta cũng không cẩn thận dùng sức. Ngay cả nang lông cũng nhổ rồi. Sư huynh nhất định phải chữa trị cho cẩn thận, nếu không trụi cả đời đấy. Bằng Cử bị nhục một phen nên tức đến đen mặt. Chỉ là một tứ tinh, còn luyện võ đạo, lại dám trêu đùa ta. Đúng lúc này hắn nhận được cảnh cáo. Tuyển thủ Bằng Cử của Hiền Ứng học cung, cấm đấu cá nhân, lập tức rời khỏi. Nếu không sẽ mất tư cách thi đấu. Không còn cách nào khác, con chim ba bắt đó đành phải quay người bỏ đi, trước khi đi còn không quên buông lời cảnh cáo. Ngươi giỏi lắm. Hy vọng đừng để ta gặp ngươi trên đài thi đấu. Sư huynh bay từ từ nhé, đã ít lông lắm rồi. Đừng không cẩn thận lại rơi thêm mấy cọng nữa. Tiểu Minh tuy không thua về thể diện nhưng thực lực quả thật là bị áp chế rồi. Nếu như trên lôi đài thì mình rất khó thắng được. Đến lúc quyết đấu không chỉ có một ngũ tinh, mà ngay cả Thiên Thiên cũng không dám nói chắc thắng, càng huống hồ là mình. Xem ra phải năng luyện khí hóa khí lên tầng cao hơn. Để Ngọ San nhục tấn thắng ngũ tinh, lúc quyết đấu có cả đám lục tinh xem. Có chút biến động nhỏ nào cũng sẽ bị phát giác. Nếu không ta trực tiếp triệu tập đồng đội, tên nào có uy hiếp thì âm thầm xử luôn, như thế mới chắc. Ở bên khác, Kỳ Lân nói với Thiên Thiên, mặc dù Tiểu Minh Vương không thua, đối mặt với ngũ tinh cũng không mất mặt, nhưng trung quy vẫn yếu hơn. Thiên Thiên, nếu như là ngươi, có thể thắng được Kim Sí Bằng Ưng không? Thiên Thiên quay đầu lại đáp thẳng, mặc dù tốc độ không bằng, nhưng nếu như thi triển Thiên Viễn Phật Giới, thì có thể đánh trúng. Có cơ hội thắng, nhưng cũng có khả năng bại. Kỳ Lân nhắm mắt lại đáp, năng lực đặc biệt của Kim Sí Bằng Ưng khả năng là thiên địa tiêu dao độn, hoặc là kim vũ bất bại. Mặc dù không cản được Vô Viễn Phật Giới, cũng có thể suy yếu uy lực quyền cước của hắn. Ngươi muốn khôi phục cơ thể con người thì buộc phải có được Chuyên Húc Châu, nhưng ngươi còn chưa đủ mạnh, không chắc. Thiên Thiên giơ nắm đấm quả quyết, thầy, ta sẽ thắng tiếp. Huyền Ly Đảo, so với việc nói là đảo thì chẳng bằng nói là một trường thi đấu cạnh tranh vạn linh bao hàm các loại thiết bị phụ trợ, bình thường dừng ở Cửu Trùng Đảo Thiên, lần này đặc biệt dùng để thi đấu học cung nên đã di chuyển đến Thật Trùng Đảo Thiên. Huyền Ly Đảo, Anh Triều Đình, chỗ của Oa Thánh Học Cung. Bạch Sương không ngừng nhìn quanh ngó dọc. Lục Y thấy thế liền hỏi, muội nhìn xung quanh như thế, đang tìm gì vậy? Bạch Sương không ai đánh mà khai thẳng, không phải đâu, muội không tìm Vương đại ca. Lục Y tinh nghịch véo má Bạch Sương, không đánh đã khai, nếu đã muốn gặp hắn như vậy thì lúc ở Côn Ngô Đảo sao lại có y không gặp. Đúng lúc này có thông báo ăn ấp học cung vào trường thi đấu. Kỳ Lân dẫn đầu bốn học trò của hắn hiên ngang bước vô. Ngư Bàng và Huyền Giáp vừa phấn khích vừa hồi hộp. Đây chính là Huyền Ly Đảo tổ chức các cuộc thi đấu đẳng cấp sao? Hoành tráng quá, không ngờ được có một ngày ta lại đặt chân đến đây. Phụ thân mẫu thân đại bá nhị di Huyền Bụi biểu thúc thất thúc lão gia, ta nhất định sẽ không để quê hương mất mặt. Tiểu Minh thì dán mắt vô tờ giấy ghi lịch thi. Hôm nay là nghi thức khai mạc, sau đó mới bắt đầu chính thức thi đấu. Lịch thi dài quá, hơn nửa tháng. Không những mỗi trận đều có thời gian nghỉ ngơi hồi phục, mà còn có giao lưu và giảng tọa giữa các học cung. Cũng tốt, nếu ta ép Ngọ San nhục tu hành khí, ít nhất thì thực lực cũng tăng lên nhiều. Thêm cả Thiên Thiên nữa, tứ cường chắc không vấn đề. Nhưng lấy được quán quân thì chưa chắc. Bên phía trường thi có cao thủ ngũ tinh của tộc quán quán trông chừng. Huyết mạch của loại linh này đặc biệt. Ngũ tinh có thể tránh được đa phần huyễn thuật, có sở trường cảm nhận phát giác.
chính là vì ngăn ngừa có học cung gian lận can thiệp vào thi đấu trên lôi đài. Năng lực xóa bỏ cảm giác tồn tại của Đàn Đản có lẽ có thể giấu được, nhưng gây chuyện dưới con mắt của nhiều người thì thật coi thường Lục Tinh đến giám sát. Lúc này Bạch Sương ở trên gọi tên anh rồi vẫy vẫy tay. Lục Y bên cạnh mở lời, Tiểu Minh Vương, ta đã bẩm báo với phụ thân. Nếu như ngươi có thể lấy được thứ hạng cao trong cuộc thi, thì có thể cầu thân với tộc Oa Xà chúng ta. Lần này quan trọng nhất là giúp học cung của Vương Đại Ca đoạt quán quân. Trên lôi đài, liều tất cả, cũng phải tiêu hao một chút chiến lực của các học trò học cùng khác. Tiểu Minh vẫy tay đáp lại. Vậy xin nhờ chuyển lời cho cha vợ tương lai, để hắn mỏi mắt mong chờ. Cho tiếp tục giả vờ tình lữ của Tiểu Hung nhiều thật, chỉ đành phối hợp trước. Xem dáng vẻ của nữ nhân ngốc, hình như cũng không có gì không đúng. Vậy tại sao trước đó lại không để ta gặp cô ấy? Lúc này, một loạt các học cung khác cũng bước vô. Hiền Ung Hắc cung vào trường. Trường Canh học cũng vào trường. Huyền Cơ học cung vào trường. Thiên Thư học cung vào trường. Khi thấy Bằng Ưng bước vô, An Ấp học cung liền xông xáo, đặc biệt là Thiên Thiên. Mau nhìn đi, là Linh trước đó đã gây chuyện ở cảng. Xem khí thế của hắn, chắc là chủ lực của Hiền Ung học cung. Ngoài Hiền Ung học cung, thì những học cung khác cũng có cảm giác có rất nhiều cao thủ. Thật khiến người khác càng lúc càng phấn khích. Ta đã không đợi được thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Sau khi các đội học cung tham gia thi đấu lần lượt vào trường thi, thì nghi thức khai mạc chính thức bắt đầu. Hoàng Điêu Dư Phi, Sơn Dã Thê Thê, Bỉ Thái Lily, Bỉ Tuệ Chi Thực. Tuy mới khai mạc thôi mà các học cung đã bắt đầu cạnh khoái lẫn nhau. Nghe nói học trò Bằng Ưng của Hiền Ung học cung đã thuận lợi đột phá ngũ tinh rồi. Không biết có bao nhiêu thúc tinh kiếp. Yên tâm, thế nào thì cũng sẽ thấp hơn học trò Hủy Bất Giai của Trường Canh học cung. Các học cung khác không ngừng giao lưu với nhau, chỉ có An Ấp học cung là hoàn toàn bị họ ngó lơ không ai hỏi tới. Giao lưu giữa các học cung, chiến ý nhiều thật. Cũng nên náo nhiệt như này. Bên chúng ta lại quạnh quẽ như vậy. Rõ ràng là bị những học cung khác coi thường. Thiên Thiên khoác vai an ủi hai sư đệ đang bị tổn thương tâm lý. Thế không tốt sao? Hôm nay chúng ta nhất định phải để chúng thấy được sự lợi hại của An Ấp học cung. Chỉ có Tiểu Minh là có tâm tư riêng. Sau khi dẫn chúng ta vào trường thi, Kỳ Lân liền nói là có chuyện vội vã rời đi. Như vậy cũng tốt, tiếp theo đây ta có thể tự do hành động rồi. Một nơi khác, Kỳ Lân đang ở trong phòng của một lục tinh bí ẩn có tên Hỗn Thiên. Cô ta ngả ngớn nằm dài trên giường. Tiểu Nam Nam, vạn linh đỉnh mà ta ban cho ngươi không dùng được sao? Kỳ Lân nhìn thấy cô ta thì có chút thất vọng. Lần này ra ngoài là ngươi sao? Hỗn Thiên hỏi lại. Sao nào, lẽ nào ngươi còn muốn gặp hắn? Hắn còn không dễ nói chuyện như ta đâu. Ngươi nhìn chúng tạp chủng đó vẫn là do ta giúp đỡ, mới có thể vào được tộc phả của tộc Tinh Tinh. Kỳ Lân ngắt ngang. Nói chuyện với ngươi tốn thời gian. Trực tiếp vào vấn đề chính đi. Lần thi đấu này, học cung của ta nhất định lấy được quán quân. Vì thế, ngươi phải chuẩn bị trước phần thưởng mà ta muốn. Hỗn Thiên ngồi dậy đáp. Rõ ràng sau chuyện thì cứ theo quy trình mà làm, cũng có thể lấy được thứ ngươi muốn, ngươi nóng vội như thế làm gì? Thời gian rõ ràng là thứ không cần để ý nhất, ngươi lại cứ không từ bỏ. Hơn nữa, ngươi có tự tin thế sao? Nếu như học cung của ngươi thua, vậy những gì ta làm đều là lãng phí sao? Kỳ Lân khẳng định hắn trước giờ làm gì đều không để lãng phí. Một bên khác, Tiểu Minh đang lén lút một góc. Điều cần làm đầu tiên, chính là thu thập tin tình báo của đối thủ. Có điều một người ngoài liều lĩnh tiếp cận bọn họ, ngược lại lại biến khéo thành vụ. Vì thế, một lát sau có hai linh vừa nói chuyện vừa đi ngang qua. Ta nói với ngươi, kẻ lợi hại nhất của An Ấp học cung là Khổng Ngọc không đến. Năm nay họ e là chỉ đi du lịch thôi, bại hết không thắng được. Vừa đi ngang thì hai người họ bị thu hút bởi một mùi hương vô cùng thơm. Kế đó, một linh họ chim do Tiểu Minh hóa thành, đẩy một tô súp ngon lành đến chào mời. Chào mấy vị sư huynh. Tại hạ là họ hàng với Bằng Cử của Hiền Ung học cung. Đồng thời cũng là ông chủ của Bôn Điểu Lâu. Đây là món ăn chiêu bài của Tửu Lâu chúng tôi, nổi danh thất trùng đảo thiên. Canh Bôn Điểu. Chút tâm ý không đáng kể gì, kết giao bằng hữu, hai vị thấy thế nào? Hai linh kia tuy cứng họng, nhưng mồm miệng đều không cưỡng lại được trước mùi thơm quyến rũ của món ăn. Sư huynh cẩn thận, không chừng tên này đã hạ độc trong canh, giở thủ đoạn. Ngươi tưởng rằng để chúng ta uống canh của ngươi, thì có thể là bằng hữu của ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết. Cho dù muốn chúng ta nhảy xuống chết ở đây thì ta cũng sẽ không uống canh của ngươi. Tiểu Minh chỉ tay vào mình cười đáp. Nơi này là Anh Chiêu Đình. Ở quảng trường đại đình này ta mời các ngươi uống canh. Nếu các ngươi uống mà xảy ra chuyện gì, thì há chẳng phải ta bị hiềm nghi sao? Làm gì có linh nào hạ độc trước mặt thế này? Còn chẳng phải là tự làm lộ mình. Ta lại là chủ sư họ hàng với Kim Sĩ Bằng Ưng tộc. Đặc biệt vì thiếu gia nhà ta mà đến kết giao các vị anh kiệt. Lòng chân thành của ta thiên địa có thể chứng giám. Đừng nói lần này ta chưa hạ độc. Cho dù thật sự hạ độc thì các ngươi cũng bắt ông chủ của Bôn Điểu Lâu. Có liên quan gì đến ông chủ của Bôn Hổ Lâu? Hai linh kia đã không nhịn nổi mà lao vào uống. Sư huynh, lời hắn nói hình như không có vấn đề gì.
cho dù không có vấn đề gì, thì canh này thơm thật đấy. Ta không nhịn được nữa rồi. Cứ thế, dựa vào uy lực canh thị nhục tứ tinh, ta đã thuận lợi kết giao được với các học cung khác, thuận tiện có cảm ứng với khế ước chúng binh. Bắc Hoàng học cung, không có chiến lực ngũ tinh. Có thiên thiên, chúng ta có thể thắng chắc, có thể loại bỏ khỏi danh sách uy hiếp. Nam Lâm học cung, có một Lâm Giang Vân Hạc ngũ tinh, phong thủy song hệ, rất không tầm thường. Có điều năng lực đặc thù của hắn có sơ hở rất lớn. Thiên thiên có tin tình báo có thể xử được. Vẫn luôn không có cảm ứng với khế ước chúng binh. Không có liên quan gì đến phản tuyển chi diện. Có điều văn chưa tiếp xúc được với không ít học cung. Thậm chí còn có thái tuế của cửu trùng đảo thiên là hạt giống cũng chưa lộ diện. Đột nhiên, trước mặt anh hiện ra một ngũ tinh tỷ hưu vô cùng cao to có tên Trúc Đào, là tuyển thủ của thiên thư học cung từ bát trùng đảo thiên. Hắn chặn đường Tiểu Minh là do thèm khát mùi hương trên người anh. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi ngửi thơm thật đấy. Có thể để ta thưởng thức mùi vị của ngươi không? Ta ăn một miếng thôi, tuyệt đối không hơn. Tiểu Minh liền bị đưa ra. Mùi vị của mình sao? Bây giờ rõ ràng mình có thể giấu được thân xác rồi. Tên béo này sao lại phát giác ra mùi vị của mình? Cho dù là thăm dò tình báo, hay là khế ước chúng binh, thì đều cần thời gian. Nói chuyện với hắn một lúc vậy. Nếu vị sư huynh này đã đói khát như vậy, có lẽ chúng ta có thể làm giao dịch. Trúc Đào vươn tay ra. Ngươi cứ nói, ta đều đồng ý với ngươi. Có điều trước đó cho ta ăn một miếng. Tiểu Minh nhanh chóng né người ra sau. Sư huynh à, đừng nóng vội như thế. Lúc này một linh cái họ báo ngũ tinh có tên Lục Lộc Nhi cùng học cung, với Trúc Đào chạy đến đấm vào đầu hắn một cái rồi xin lỗi Tiểu Minh. Ăn cái đầu ngươi ấy. Vị sư đệ này, thông cảm cho. Ta là Thanh Mai Trúc Mã với tên ngốc này. Hắn a, bởi vì nguyên do huyết mạch mà rất dễ dàng đói. Một khi đói là muốn ăn. Có điều sư đệ ngươi sao lại thu hút được hắn? Rõ ràng vừa mới cho hắn ăn no, hắn không nên. Đang nói dở thì Trúc Đào há miệng nuốt luôn Lộc Nhi này. Hai người họ đánh nhau chí chóe không khác gì trẻ con. Trúc Đào, mau nôn lão nương ra, ngươi còn chưa cầu thân đấy, không thể có tiếp xúc với ta như này. Đang ở quảng trường đại đình đấy, cũng thật là một đôi ầm ĩ. Sau khi thoát ra khỏi miệng Trúc Đào trong bộ dạng toàn thân dính đầy nước miếng của hắn, Lục Lộc Nhi tặng hắn vài cục u trên đầu, rồi ép hắn phải cúi đầu tạ lỗi với Tiểu Minh. Sư đệ này, thật rất xin lỗi, gây phiền phức cho ngươi rồi. Anh nên vui vẻ không để bụng. Thực ra Trúc Đào sư huynh rất hòa nhã, ta không hề bị dọa sợ. Nhìn hai sứ linh này làm ầm ĩ lâu như thế, khế ước chúng binh cũng không có phản ứng, có thể loại bỏ họ rồi. Thấy Tiểu Minh rộng lượng, Trúc Đào rất vui mừng. Sư đệ này rộng rãi đấy. Rất hợp khẩu vị của ta. Nếu như gặp ngươi trên lôi đài, ta đảm bảo sẽ nương tay. Tiểu Minh chắp tay cúi đầu giới thiệu bản thân. Ta là Tiểu Minh Vương của An ấp học cung. Có điều sư huynh cũng đừng quá tự tin, trên lôi đài, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lại nói thiên thư học cung là học cung xếp nhất nhì ở bát trùng đảo thiên. Hai sứ linh này một người có họ hàng với Toan Nghê, một người lại là quý tộc nhị phẩm hàng thật giá thật, đại phú đại quý. Trúc Đào vừa lịch sự chưa được bao lâu thì lại chảy rãi thèm thuồng. Lại nói sư đệ này, rốt cuộc ngươi đã tu luyện công pháp gì? Sao cảm giác hương thơm sộc vào lỗ mũi thế? Tiểu Minh lấy ra một chút khí hỏi hắn có phải là nói đến thứ này không? Trúc Đào như mất trí muốn lao vào, may mà Lộc Nhi ở cạnh cản lại kịp. Này, vừa mới nói người hòa nhã, người lại phát điên rồi. Đúng đúng, chính là mùi vị này. Trước giờ ta chưa từng nếm thử thứ gì mỹ vị như này. Tiểu Minh thuận tiện lấy việc này để nhờ hai linh bọn một thỉnh cầu. Tuyển thủ của Thái học vẫn luôn không lộ diện, khiến ta nghi ngờ phản tuyển chi diện có trà trộn trong đó không? Không lấy khế ước chúng binh ra thăm dò thì ta không yên tâm. Trúc Đài sư huynh, đây chỉ là một chút khí huyết võ giả thôi. Nếu thích, ta có thể để sư huynh nếm thử. Có điều có một yêu cầu quá đáng. Nghe nói thi đấu lần này, ngay cả học cung duy nhất của cửu trùng đảo thiên học trò Thái học cũng sẽ tham gia. Nếu như ta có cơ hội làm quen với những học trò thiên kiêu này, thì cho dù chỉ nhìn thôi, cũng coi như là mở mang tầm mắt, đã hài lòng rồi. Theo ta được biết, thiên thư học cung và Thái học trước giờ có truyền thống giao lưu. Vì thế, không biết có thể giúp đỡ không? Lộc Nhi thấy thú vị. Kết giao sao? Ngươi à, muốn điều tra thực lực của đối thủ nhỉ? Có điều ngươi đường đường là thầy mo, mà không quen biết với học trò Thái học ư? Đột nhiên anh bên tâm trạng kể lại quá khứ bi đát do chính mình tự đạo diễn. Xuất thân từ tộc thầy mo cũng không phải là do ta lựa chọn. Theo thông lệ, trẻ sơ sinh tộc thầy mo vừa sinh ra mà không có linh lực thì sẽ bị giết luôn. Nhưng, thông lệ không phải là tuyệt đối. Năm đó, hai đứa bé sinh cùng lúc của tộc thầy mo. Chỉ có điều một vị là đích tử trong tộc, địa vị cao quý. Một người là con vợ lẽ, ti tiện. Không ai ngờ được, đích tử lại không có linh căn. Bẩm sinh không có chút linh lực nào. Đây là điểm báo cực kỳ đáng sợ, có thể lay động địa vị của gia chủ trong gia tộc. Gia chủ đương nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện này trên người đích tử. Vì thế, hắn nghĩ ra một cách. Hắn nghĩ đến con vợ lẽ vừa mới sinh ra mà hắn căn bản không để ý đến.
hắn dùng bí pháp rút hết linh căn của con vợ lẽ, truyền cho đích tử, khiến điểm báo xấu trở thành lời đồn. Sau đó, chỉ cần xóa bỏ hết những chuyện liên quan đến con vợ kế, thì có thể đảm bảo danh tiếng của mình. Hắn phái thân tín, ném con của vợ lẽ vào cang phong. Mẫu thân đã liều tất cả, lấy thân làm lá chắn, lấy máu làm chất dinh dưỡng. Bảo vệ đứa trẻ đó xuyên qua cang phong, rơi xuống lục trùng đảo thiên. Đứa bé đó gặp kỳ tích trải qua đại nạn mà không chết, bị linh đi qua thu nhận nuôi dưỡng. Sau khi đứa bé đó trưởng thành, thức tỉnh ý thức trong huyết mạch thầy Mo, nhớ lại ký ức lúc còn là đứa bé. Hắn đã thề trước cảnh tượng trước khi mẫu thân sắp chết, không tiếc giá nào để mạnh hơn, bò lên được cửu trùng đảo thiên. Sau đó nhất định sẽ lấy lại những thứ đã mất. Nếu thấy chuyện hay xin các bạn hãy donate ủng hộ mình bằng mã QR hoặc số tài khoản ở phần mô tả nhé. Đến đây là hết phần 107 của review chuyện Saitama chuyển sinh thần ngự thú sư nuôi hổ ngốc thành thần. Rồi, mình là Bao Ú review đến từ web tìm chuyện 3S. Các bạn hãy nhớ like, subscribe và ghé web đọc truyện để mình có động lực ra những tập tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.